Xin chào các bạn. Thì hiện tại là cũng vào khoảng là 17 giờ 7 rưỡi tối rồi. Thì hôm nay mình làm một video này để gửi đến mọi người, đó là cũng tiện cái việc đó là mình vừa mới ra mình kiểm tra cái xe của anh khách. Hôm trước anh ấy chọn số khung số máy. Thật ra là mình gọi một chú cơ. Bởi vì là thật ra ở trên trong công việc ấy, khi mà hai chú cháu chưa gặp nhau ấy thì từ đầu chú ấy xưng là anh, cho nên mình cũng 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 không biết là chú trẻ. Đến lúc khi mà chú chốt ấy, thì biết là chú sinh năm 1961. Thì mình cũng tiện tặng chú một món quà, đó là trong cái lô xe Accent này của mình ấy có một con, đó là số khung đó là năm 1961. Đây mọi người. Để mọi người nhìn rõ không ạ? Không biết tối mọi người nhìn rõ không, như hôm nay thì mình thấy có lệnh vận tải xe này về rồi thì ra để kiểm tra chú đấy xem xe về chưa, cũng là để báo chú cái tin vui. Thì chú đấy cũng là tham khảo của mình cái xe này cũng phải hơn 1 tháng rồi, từ trước ngâu mọi người ạ. Bây giờ hiện tại đang là 21 22 ngâu. Thì đến khoảng cuối tháng này thì giá xe bắt đầu nó tốt rồi, thì bắt đầu khách hàng mình thấy là người ta chốt nhiều. Đấy, người ta chốt nhiều, người ta cọc. Đấy, bên mình hỗ trợ nhá. Hỗ trợ đó là nhận cọc khách hàng. Sau đó thì sang đến tháng 8 âm lịch ấy, thì chúng ta sẽ hoàn tất thủ tục đó đăng ký xe. Đấy thì đây là một trong những chiếc xe mà mình chốt cho chú ấy chạy ngâu, giá rất là tốt mọi người nhá. Đó, bản đặc biệt luôn. Đấy, mình nhớ là khoảng thời gian trước ấy, thôi về chiếc xe này thì tí vào trong mình nói sau. Thì khoảng thời gian trước thì cái xe Accent nó khá là cao. Từ cái lúc khoảng thời gian từ khi mà có thuế, mọi người đang chạy thuế ấy, mình nhớ có thời điểm là nó lên tận là 560 chát mọi người ạ, 560. Nhưng đến thời điểm này thì nó đang là một thời điểm nó giá nó rất là tốt, thì mình muốn chia sẻ với mọi người để cho ai đang có nhu cầu sắp tới chúng ta mua cái dòng xe Vina Accent. Quay lại chiếc xe Accent thì tiện ra kiểm tra xe thì sẽ quay cho mọi người luôn. Đây là bản đặc biệt mọi người nhé, hiện tại giá nó tốt đó, cho những bác là khỏi phải mong chờ thì mình sẽ báo giá luôn. Đó, đó là xe này thì hiện tại bên mình đang bán có 500 500 bao nhiêu ạ? 528 triệu mọi người. Mà giá niêm yết của xe này đó là 5 542 mọi người nhé. Có thời điểm nó lên tận 560 mình lấy xe. Thì hiện tại thì với chiếc xe phiên bản đặc biệt này bên mình đang bán giá tháng ngâu hỗ trợ mọi người. Đó là sang tháng 8 âm chúng ta đăng ký xe làm thủ tục. Thì giá xe mình đang bán đó là 528 triệu. 528 triệu mọi người nhé. Thì xe này lăn bánh khu vực Hà Nội. Đấy, cũng như Hồ Chí Minh thì mình sẽ báo những cái khoản chi phí cố định. Thì xe này lăn bánh vào khoảng 615 triệu mọi người nhé, lăn bánh Hà Nội 615 triệu. Còn đối với khu vực tỉnh ấy, thì chúng ta biết đó là thuế thuế ở tỉnh sẽ rẻ hơn và tiền biển nó sẽ rẻ hơn. Thì đối với những tỉnh mà không trực thuộc trung ương ấy thì thuế nó chỉ là 10% thôi. Thì xe lăn bánh vào những cái khu vực đấy nó vào 586 triệu, à giá rất tốt mọi người ạ. Đó thì cũng có rất nhiều bác trên kênh có điện hỏi em đó là xe thì bao giờ giá tốt thì báo anh. Thì đây xin báo với các anh và các chú các bác đó là thời điểm này giá xe rất tốt mọi người nhé. Accent đặc biệt 528 triệu, bản tiêu chuẩn bên em bán chỉ 488 triệu, không những gì Accent đâu mọi người ạ. Đây là chiếc i10, đây bên này có chiếc i10, i10 giá rất tốt mọi người nhé. Trong này thì bên em chỉ trưng bày khoảng độ 4 xe thôi. Đấy, cho khách hàng đi xem xe. i10. i10 bản 2AT. Nội thất full ghế da. Đó. Con này là model mới nhất mọi người nhá. Giá 418 triệu. Rồi, quay lại con Accent này đi. Thì mình thấy đây là cái xe thuộc phân khúc hạng B mà được nhiều khách hàng người ta lựa chọn. Đấy, ở cái thị trường Việt Nam mình. Đó, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với cả Toyota Vios đấy mọi người ạ. Xe thì mình quay quá nhiều trên kênh rồi. À, nói qua một chút cho những bác nào lần đầu xem video của em thì kênh em là kênh xe Hyundai nhé. Đó, chuyên về xe Hyundai, xe mới, xe cũ, xe lướt. Và bên em có nhận là thu mua lại xe cũ của khách hàng. Bản thân em làm sale cũng đến 5 năm nay rồi thì cũng rất nhiều khách hàng khi mà mua xe của em mua từ lúc mới đến lúc mà người ta cần thanh lý bán ấy, bên em vẫn hỗ trợ mua giá cao mọi người, thủ tục nhanh gọn. Có nhiều bác bán xe cũ đổi xe mới, bên em hỗ trợ hết mọi người nhé. Đó, bản làm việc đấy. Ngoài ra thì bên em có hỗ trợ trả góp mọi người nhé, đối với cá nhân cũng như là công ty hỗ trợ hết.
tối đa khoảng độ 8 năm mọi người nhá, vay tối đa cá nhân vay tối đa 80%. Nhưng đối với công ty doanh nghiệp thì chúng ta chỉ vay được 70% thôi mọi người nhá. Mọi người chú ý cho em điều đó. Đây, đối với chiếc Hyundai xem bảng biệt thì chúng ta có đèn đèn họ full LED mọi người nhá. Đèn họ full LED đấy ạ. Đó, cảm biến đùi. 1 2 3 4 cảm biến đùi. Đèn xi nhan đây nhá mọi người. Cốp con này cũng rộng. Phân khúc hạng B. Nói chung mình thấy xe Hàn Quốc này người ta thiết kế nó rất phù hợp với thị trường Việt Nam mình. Cần một chiếc xe hạng B, động cơ tiết kiệm nhưng phải vẫn phải rộng rãi và đáp ứng đủ nhu cầu của gia đình mình khi cần đi xa, chúng ta có thể chở đồ. Bánh sơ cua con này đặc biệt đó là bánh sơ cua giống hệt so với bốn bánh chính còn lại ở ngoài kia. Tức là sao ạ? Khi chúng ta gặp vấn đề về cái bánh này chẳng hạn, cái la răng này chúng ta có thể thay luôn bằng cái la răng dự phòng trong kia, có sẵn cả lốp luôn. Một số mẫu xe mình thấy là cái bánh dự phòng nó là cái la răng sắt, kích cỡ nó nhỏ hơn. Đúng. Cái cốp này thì cũng có chế độ cốp thông minh mọi người nhá, đứng gần cốp sau 3 giây nó sẽ tự động nó mở lên, nó kêu tít tít tít. Khóa thông minh kèm nhấn nút mở cửa thông minh, tay nắm cửa mạ cà rôm, nẹp chân kính này cũng mạ cà rôm mọi người nhé. Đây là bên em chưa bóc ra thôi, xe mới đó. Asen này thì hay lắm. Đối với bản Việt, đối với phiên bản đặc biệt thì chúng ta có đó là nội thất full da mọi người nhé, ghế da. Các bản khác không có ghế da. Asen này có 4 phiên bản, hai phiên bản số động, hai phiên bản số sàn, thì chỉ có duy nhất phiên bản đặc biệt là có ghế da và có cửa sổ trời. Cửa sổ trời đấy, cửa sổ trời một cái mà mình thấy không có thì thiếu mà có thì thừa, nhiều khi không dùng đến, như đến bỗng một ngày nào đấy mình cần dùng đến nó không có thì nó lại rất là thiếu. Đó, phiên bản đặc biệt thì cái phần này cũng được bọc da mọi người nhé, tạm đi cánh cửa, phần cánh cửa bọc da. Những bản khác bọc lỉ, bởi vì ghế là ghế lỉ, ghế thì ghế chỉnh cơ thôi, ghế chỉnh cơ rất bền, đồ điện tử nó nhanh hỏng chứ còn chỉ cơ thì có gì đâu. Đấy. Hôm nay quay trong showroom thì có thể là ánh sáng nó không được tốt cho lắm thì mong mọi người thông cảm. Đấy. Hôm sau thì em sẽ quay bù cho mọi người. Và để cho mọi người biết lại thì nếu như ai đang có nhu cầu về cái dòng xe Hyundai ấy, thì mọi người có thể là comment xuống dưới là mình quan tâm mẫu gì, có những điều gì mà cần bên em hỗ trợ giải đáp thì mọi người comment, em hứa sẽ làm video giải thích cụ thể cho mọi người, giúp mọi người có thể mua được một chiếc xe ưng ý và nhanh nhất, không mất thời gian cho mọi người. Đặc biệt giá sẽ là tốt nhất thị trường mọi người nhé. Asset đẹp quá. Rồi. Cụ thể hôm nay là chỉ muốn là nhắc mọi người đó là đang có một cái cơ hội mua xe khá là tốt. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì bây giờ chúng ta sẽ có giá xe tốt này, giá xe tốt mà bên em đại lý hỗ trợ mọi người và bên em đại lý hỗ trợ mọi người đó là chúng ta cọc xe và sang đầu tháng 8 âm đẹp ngày chúng ta làm thủ tục, chúng ta bấm biển lấy xe mọi người nhé. Đó, đối với là biển này chúng ta có một cái hơn nữa đó là 6 túi khí mọi người ạ, hộp số tự động 6 cấp kèm 6 túi khí. 6 túi khí thì về cái khả năng an toàn đó là chúng ta gần như là yên tâm rồi mọi người ạ. Tất nhiên là cái vấn đề lái xe an toàn hay không nó phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố người lái xe nữa, chứ còn xe ngon đến đâu mà lái xe ẩu thì rất nguy hiểm mọi người ạ. 6 túi khí, những bản khác chỉ có 2 túi khí mọi người nhé. Xe đẹp lắm mọi người ạ.